Chúng tôi là Trọng Thắng, xin gửi lời chào trân trọng đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Phát Hình trong ngày hôm nay. Và tiếp theo đây, mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào những bản tin chi tiết. Mở đầu trong chương trình là bản tin cho hay chính phủ của Hoa Kỳ cảnh báo đồng minh về vấn đề bảo mật của công ty viễn thông Huawei Trung Cộng. Trong một cuộc họp báo qua điện thoại với các nhà báo quốc tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông Keith Clark lưu ý rằng sau khi Anh Quốc quyết định cân nhắc lại về việc sử dụng Huawei trong mạng lưới 5G, Trung Quốc không chỉ đe dọa trừng phạt ngân hàng HSBC mà còn rút lại các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng ra khỏi nước Anh. Thứ trưởng Clark cho biết rằng ông tin chính phủ và doanh nghiệp trên khắp thế giới đang bị hỏi chung một câu hỏi về hệ thống 5G. Họ nên tin tưởng ai để chuyên chở hầu hết các thông tin cá nhân và tài sản sở hữu trí tuệ. Theo Thứ trưởng Clark, các công ty viễn thông của Hoa Kỳ đang phát triển hợp tác với các công ty như Ericsson, Nokia, Samsung trong hệ thống 5G. Họ hiểu rằng vấn đề bảo mật vô cùng quan trọng. Và ngược lại, các doanh nghiệp ở Trung Quốc như là Huawei và ZTE đều phải tuân thủ luật tình báo quốc gia thông qua việc trao bất kỳ một dữ liệu nào theo yêu cầu của nhà cầm quyền Trung Cộng. Vẫn theo lời của ông Crash khẳng định rằng những yêu cầu này diễn ra thường xuyên vì Huawei có liên quan tới nhiều vụ bê bối như đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ, tham nhũng, tấn công mạng và các tội ác khác. Trong một email gửi cho nhật báo Inquirer, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ông Morgan Ortagus của Hoa Kỳ cho biết rằng nước Mỹ tiếp tục thúc giục đồng minh và đối tác đánh giá tác động kinh tế và an ninh quốc gia dài hạn khi cho phép công ty Huawei truy cập cơ sở hạ tầng 5G thiết yếu. Một khi cho phép thì cơ sở hạ tầng dễ bị Huawei gián đoạn, thao túng, gián điệp và đặt thông tin cá nhân, thương mại, chính phủ vào chỗ nguy hiểm. Vẫn theo lời của phát ngôn viên Ortagus, các hãng như là Ericsson, Nokia, Samsung có cấu trúc doanh nghiệp minh bạch, cởi mở, không phải nghe theo lệnh ai để đánh cắp dữ liệu hoặc là ngắt hệ thống quan trọng. Bà Ortagus khẳng định rằng các điều khoản tài chính hấp dẫn khiến cho thiết bị của Trung Cộng rẻ hơn, nhưng chúng đi kèm theo loại chi phí ẩn, đó là nền an ninh mạng và quyền riêng tư. Sau qua bản tin cho biết là cuốn hồi ký của cựu cố vấn an ninh Hoa Kỳ John Bolton đã bị tố cáo là xuyên tạc cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ với Nam và Bắc Hàn. Theo nguồn tin từ thông tấn xã CNN cho biết rằng, trong cuốn hồi ký, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã tiết lộ một chi tiết về các trao đổi trước và sau cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, cũng như là những cuộc tham vấn giữa hai miền Nam Bắc. Nhưng ngay lập tức, chính phủ của Nam Hàn đã tố cáo ông John Bolton đã xuyên tạc các cuộc đàm phán. Theo thông tấn xã Reuters cho biết, cựu cố vấn an ninh quốc gia viết rằng Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in vì quá nôn nóng cải thiện quan hệ với Bắc Hàn đã đưa ra những kỳ vọng không tưởng khi gặp gỡ với Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ. Và lập tức sau đó, hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn đã dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Nam Hàn là Chung Uy-yong đã đề cập đến những mô tả của ông Bolton về cuộc tham vấn cấp cao liên quan, chỉ trích rằng nội dung của cuốn hồi ký không phản ánh chính xác được sự việc và về cơ bản đã bóp méo đi sự thật của những cuộc gặp gỡ. Ông Trump không nêu lên chi tiết của các thông tin không chính xác. Ông chỉ nói rằng việc cho phát hành cuốn hồi ký như thế này gây ra một tiền lệ nguy hiểm và vi phạm các nguyên tắc cơ bản của công tác ngoại giao và có thể đe dọa nghiêm trọng đến các nỗ lực đàm phán trong tương lai. CNN cho biết là trong cuốn hồi ký, ông Bolton viết rằng Tổng thống Moon Jae-in một mặt cho rằng Tổng thống Trump hoàn toàn đúng khi từ chối đề nghị của ông Kim, nhưng mặt khác lại gọi việc ông Kim sẵn sàng từ bỏ cơ sở thử nghiệm Yongbyon là một bước đi đầu tiên có ý nghĩa hướng đến nỗ lực phi nguyên tử hóa trên bán đảo Đại Hàn. Về vấn đề nói trên thì ông Bolton nói rằng quan điểm lúc đó của Tổng thống Moon giống như là của một người bị tâm thần phân liệt. Bản tin tiếp nối trong chương trình cho biết là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ phản đối về việc công ty Google, Facebook muốn nối cáp quang tới Hồng Kông. Theo nguồn tin của nhật báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã đề nghị Google và Facebook không nên lắp đặt hệ thống cáp quang dung lượng cao đi qua Hồng Kông vì lo ngại về tác động của việc nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ xúc tiến soạn thảo luật an ninh mới dành cho đặc khu Hồng Kông. Đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ,
tuyến cáp quang xuyên Thái Bình Dương do hai công ty truyền thông và công nghệ của Hoa Kỳ, đó là Google và Facebook, đầu tư. Theo kế hoạch sẽ kết nối Hoa Kỳ với Đài Loan, Philippines và Hồng Kông. Tuy nhiên, các viên chức của Bộ Tư pháp đã khuyến nghị Google và Facebook hãy thay đổi kế hoạch này. Theo nguồn tin trên Channel News Asia, hệ thống cáp quang sẽ truyền thông tin liên lạc của Hoa Kỳ xuyên qua Thái Bình Dương đến Hồng Kông trước tiên, rồi mới đến các khu vực khác ở châu Á. Chính vì vậy, việc lắp đặt tuyến cáp quang đi qua Hồng Kông có thể sẽ vô tình làm lộ hệ thống thông tin của Hoa Kỳ và của cả thế giới cho Bắc Kinh. Trong một đơn khuyến nghị gửi lên Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC, Bộ Tư pháp lập luận rằng tuyến cáp này sẽ thay đổi hệ thống truyền tải và lưu trữ thông tin của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Theo lời của ông Adam Hickey, là một viên chức cao cấp của Bộ Tư pháp, chuyên giám sát về các vấn đề viễn thông, tuyên bố rằng việc lắp đặt các hệ thống cáp quang đi qua Hồng Kông sẽ biến nơi đây thành một trung tâm kết nối dữ liệu của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á, tạo ra một điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của tình báo Trung Quốc. Google và Facebook lần đầu tiên đề nghị dự án xây dựng mạng lưới cáp quang trải dài dưới đáy biển với tên gọi là Pacific Light từ 3 năm trước đây, nhằm mục đích đẩy nhanh tốc độ truyền tải dữ liệu trên toàn thế giới. Dự án này cũng nhằm vào mục đích là tạo kết nối tốt hơn giữa Hoa Kỳ và các quốc gia ở châu Á với một tuyến cáp quang đi qua Hoa Kỳ, Hồng Kông, Đài Loan và Philippines. Tiếp nối là bản tin cho biết là nhiều vụ nổ súng đã xảy ra trong ngày cuối tuần và làm cho nhiều người bị tử vong, hàng chục người khác bị thương. Theo tin tức trên CNN cho biết là vụ nổ súng mới nhất đã xảy ra vào lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày thứ Hai, 22 tháng 6, chúng tôi sẽ có bản tin chi tiết về vụ nổ súng này. Và ngay sau đó thì cảnh sát có mặt tại hiện trường tội ác. Thông báo của cảnh sát cho biết là một số người nổ súng bắn nhiều phát đạn vào đám đông tại một bữa tiệc ở tại thành phố Charlotte, North Carolina, làm 2 người chết và 7 người khác bị thương. Một phụ nữ tử vong ngay tại hiện trường. Trong khi đó, một nạn nhân khác đã được thông báo là đã tử vong ở bệnh viện. Và không đầy một giờ trước đó, tại thành phố Minneapolis cũng xảy ra một vụ nổ súng khiến cho ít nhất là một người bị thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Nghi can vẫn còn tại đào. Trước đó một ngày, thì nhà chức trách cho biết là nổ súng xảy ra lúc rạng sáng tại khu tự trị của người biểu tình ở thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington, khiến cho ít nhất là một người đã bị thiệt mạng và một người khác trong tình trạng nguy kịch. Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát của thành phố Seattle cho biết là vụ nổ súng xảy ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 21 tháng 6 vào ngày Chủ nhật, gần khu buôn bán Capitol Hill County, là một nơi mà đã bị người biểu tình lập rào chắn, chiếm đóng từ ngày 8 tháng 6 cho đến nay. Cảnh sát Seattle cho biết nghi can là một trong số những người biểu tình đã bỏ trốn ra khỏi hiện trường và hiện nay vẫn chưa bị bắt giữ. Phát ngôn viên của Trung tâm Y tế Harborview là bà Susan Gregg cho biết rằng hai nam giới bị trúng đạn được đưa đến bệnh viện bằng phương tiện riêng lẻ sau vụ nổ súng. Một thanh niên 19 tuổi đã tử vong, nạn nhân còn lại đang nằm trong tình trạng nghiêm trọng. Nhà chức trách cho biết là khi cảnh sát Seattle tiến tới gần khu tự trị để giúp đỡ, họ đã bị người biểu tình chặn lại, không cho vào. Hiện nay thì nhà chức trách đang mở một cuộc điều tra về vụ nổ súng nói trên tại Seattle. Liên tục chương trình là bản tin cho biết là cảnh sát truy nã một phụ nữ da đen đã phóng hỏa nhà hàng Wendy's, nơi mà nạn nhân Rayshia Brooks đã bị bắn chết. Theo tin tức trên tờ nhật báo địa phương Atlanta Journal-Constitution, trong ngày thứ Bảy 24 tháng 6, Sở Cứu hỏa Atlanta đã xác nhận danh tính của người phụ nữ phóng hỏa nhà hàng Wendy's, nơi mà cảnh sát đã bắn chết Rayshia Brooks vào tuần trước. Sở Cứu hỏa cho biết là cảnh sát ban hành lệnh bắt giữ Natalie White, 29 tuổi, nghi can chính trong vụ phóng hỏa nhà hàng Wendy's vào ngày 13 tháng 6 trong một cuộc biểu tình sau cái chết của Brooks, một người da đen 27 tuổi đã bị cảnh sát bắn trong lúc say rượu, đậu xe ngủ gục và chắn lối đi vào nhà hàng Wendy's. Theo đoạn video thu được từ bodycam của một trong những nhân viên cảnh sát tại hiện trường, thì Brooks liên tục gọi tên bạn gái là Natalie White vào đêm mà anh ta bị cảnh sát bắn. Hiện tại thì các viên chức đang tìm kiếm thông tin về nơi ở của cô Natalie White và các chi tiết khác nhau về sự việc. Vào ngày 12 tháng 6 thì nhà hàng Wendy's đã gọi cảnh sát sau khi nhân viên tìm thấy một người da đen ngủ quên trên xe hơi và chắn lối đi vào trong khu vực drive-thru của nhà hàng. Đoạn video đã quay lại sự việc cho thấy là mọi thứ diễn ra ổn thỏa cho đến khi một cảnh sát tiếp cận để bắt giữ Brooks.
anh này đã chống cự một cách mãnh liệt và trong lúc giằng co dữ dội với cảnh sát, anh đã lấy đi một khẩu súng điện của một cảnh sát viên sau đó bỏ chạy. Nhóm cảnh sát có mặt tại hiện trường sau đó đã nổ súng nhắm vào Brooks khi anh ta chĩa khẩu súng điện về phía nhân viên công lực. Ông Garrett Brofer là nhân viên cảnh sát đã bắn Brooks 2 phát, bị buộc tội giết người cấp liên bang kèm theo 10 tội danh khác. Nhân viên cảnh sát thứ hai là ông Devin Postman, bị buộc tội hành hung và vi phạm lời thề của cảnh sát. Ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần thông tin thương mại. Sòng bài The Garden Casino mới nhất, đẹp nhất, là nơi sạch sẽ, an toàn, vui nhất và may mắn nhất